Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2020 sẽ có những nội dung chính như sau. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông báo về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 nhằm chuẩn bị cho hội nghị thường niên Hội đồng trị sự. Các hoạt động từ thiện diễn ra tại một số địa phương trên cả nước. Cùng chuyên mục tiêu điểm gặp gỡ những nhân vật tiêu biểu được vinh danh công dân thủ đô ưu tú với nhiều đóng góp cho sự phát triển của dân tộc và đất nước. Chiều hôm qua ngày 7 tháng 10, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo đến các ban, viện trung ương và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 nhằm chuẩn bị cho hội nghị Hội đồng trị sự sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Ban Thường trực Hội đồng trị sự đã đề nghị các ban, viện trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch chương trình của năm sau với hạn cuối là vào ngày 15 tháng 12. Báo cáo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc gửi một bản về Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Quán Sứ 73, Phố Quán Sứ, Hà Nội, một bản về Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam gửi một bản về Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, một bản về Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo kế hoạch, hội nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự sẽ diễn ra trong 2 ngày, 16-17 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 4 đến ngày 5 tháng 12 năm Canh Tý. Hội nghị thường niên Hội đồng trị sự kỳ 5 khóa 8 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 6 đến ngày 7 tháng 12 năm Canh Tý. Sáng hôm qua ngày 7 tháng 10, Hội đồng điều hành Hồng viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã họp tại cơ sở 2 huyện Bình Chánh để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và tổng khai giảng năm học mới. Phiên họp được đặt dưới sự chứng minh và chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện. Tại đây, chư tôn đức đã thảo luận và đi đến thống nhất về chương trình buổi lễ, số lượng khách mời, địa điểm chính tổ chức, trang phục khi tham dự, các tiểu ban phụ trách. Dịp này, quá trình chuẩn bị cho hội thảo khoa học Phật giáo vùng Nam Bộ, sự hình thành và phát triển vào ngày 28 tháng 11 tới đây do Học viện phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cũng được báo cáo và thảo luận. Trước đó, khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, dành cho chư tôn đức tăng ni địa phương và chư tăng ni sinh khóa 5 trường Trung cấp Phật học tỉnh. Khóa học nhằm trang bị đến chư tôn đức việc gìn giữ trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo vệ Tổ quốc, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cũng như trong phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức tôn giáo về vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó vận động tín đồ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Tiếp theo là một số hoạt động từ thiện diễn ra tại các địa phương trên cả nước những ngày qua. Ngày 4 tháng 10, phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội đã trao 300 xuất quà cho bà con khiếm thị thuộc hội người mù các huyện thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre với sự tham dự của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử. Một xuất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm động viên, giúp đỡ người khuyết tật vượt qua khó khăn. Hôm qua ngày 7 tháng 10, chùa Thôn Tôn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khánh thành cầu giao thông nông thôn số 3 và cầu vòng tay Việt Nam nối liền hai ấp Thạnh Hưng, Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành và trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cây cầu số 3 có chiều dài 40m, ngang 3m với tổng kinh phí xây dựng 450 triệu đồng. Cầu vòng tay Việt Nam có chiều dài 22m, ngang 2,7m, tổng kinh phí xây dựng là 175 triệu đồng. Hai công trình này giúp việc đi lại của học sinh, người dân địa phương thuận tiện, dễ dàng hơn. Trước đó, ngày 5-6 tháng 10, Đoàn Ban Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã trao 200 phần quà đến đồng bào khó khăn miền núi tại niệm Phật đường Lãnh Tú, huyện Đồng Xuân,
và thôn Bình Tây, thị xã Sông Cầu. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng động viên người dân vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã khởi công xây dựng chánh điện Thiền viện Trúc Lâm Tháp 10, tọa lạc trong khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Dự kiến xây dựng trong 3 năm, chánh điện Thiền viện Trúc Lâm Tháp 10 có quy mô hơn 11.000 m2 với 3 tầng lầu, tổng kinh phí xây dựng hơn 111 tỷ đồng và sẽ huy động từ các nguồn xã hội hóa. Đây là một trong các hạng mục chính của Thiền viện Trúc Lâm Tháp 10. Việc xây dựng công trình này sẽ góp phần phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, bổ sung thêm cảnh quan, tạo điểm nhấn kiến trúc cho cả quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, qua đó góp phần phát triển bền vững tại huyện Tháp 10 nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Trong phần tiếp theo của chương trình, giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm nay hướng tới những nhân tố trẻ hơn nhưng có bề dày cống hiến cho Hà Nội. Không chỉ là một vựa lúa trọng điểm mà còn là vùng sinh cảnh đất đất ngập nước đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp 10 đang có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. Chiều qua ngày 7 tháng 10, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam đã diễn ra lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 13. Lễ trao giải năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái. Điểm đặc biệt của năm nay là ở hạng mục giải việc làm vì tình yêu Hà Nội có hai giải, gồm dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm triển khai với sự đồng hành của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, dự án biến khu vực vốn là nơi tập kết rác thành con đường nghệ thuật. Giải thứ hai được trao cho nhóm nhân sĩ Hà Đông qua việc tìm và trả lại sắc phong đã thất lạc cho các làng xã ở Hà Nội. Nhóm gồm nhiều họa sĩ, nhà văn, nhà sử học đã nỗ lực tìm kiếm khoảng 150 đạo sắc phong, trong đó có trên 80 đạo sắc phong cho các đình đền của Hà Nội. Hạng mục tác phẩm vì tình yêu Hà Nội năm nay thuộc về nhà văn trẻ người Pháp. Giải ý tưởng vì tình yêu Hà Nội được trao cho ý tưởng thiết kế và xây dựng cột mốc km số 0 tại Hồ Gươm, cũng do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện. Giải thưởng quan trọng nhất, giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội đã được trao cho tác giả Hà Nội Phố, nhạc sĩ Phú Quang, người đã tạo nên những giai điệu da diết mang nét văn hóa riêng cho Hà Nội. Thưa quý vị, trong những ngày qua, tại ngõ nhỏ phố Hàng Bún, một Hà Nội của 40-50 năm trước, với những hình ảnh thân thương và cảm động bỗng xuất hiện trong triển lãm Hà Nội 1967-1975 của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Bilhart. Triển lãm do Viện Goethe, Camera Works, Nhã Nam và Manji đồng tổ chức như một món quà quý cho người Hà Nội và những ai thương quý thành phố đặc biệt này. 130 bức ảnh đen trắng và màu được nhiếp ảnh gia Thomas Bilhart chụp trong 6 chuyến đi tới Việt Nam của ông, mang tới cho người xem một Hà Nội với những giây phút đời thường của vòng thời gian 1967 đến năm 1975 một cách chân thực, giản dị và đầy cảm xúc. Hà Nội 1967 đến năm 1975 qua ống kính của Thomas là niềm vui đón đứa trẻ chào đời trong thời chiến, là những hầm trú bom chằng chịt trên hè phố, là những phố xá vắng bóng người, là những gương mặt trẻ thơ trong sáng, là những niềm vui và nỗi buồn nhỏ bé của người dân Hà Nội một thời. Triển lãm còn kéo dài đến ngày 15 tháng 11 tại hai không gian triển lãm 14 Phan Huy Ích và số 2 ngõ Hàng Bún. Thưa quý vị, năm 2020 là năm thứ 11 thành phố Hà Nội tổ chức xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. 10 cá nhân được vinh danh năm nay là 10 nhân vật tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của dân tộc. Và có một tấm gương đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước, đó chính là ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Bên cạnh những vị trí như chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Thành Hoàng Diệu năm 1945, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam,
ông còn có những đóng góp vô cùng to lớn đối với sự hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ông về chặng đường lịch sử dựng nước, giữ nước và vai trò của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Vào một buổi sáng mùa thu tháng 10 lịch sử, phóng viên của bản tin An Viên 24 giờ đã có cơ hội được đến thăm ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng. Trong căn phòng khách ấm áp tại nhà riêng, ông kể về những ký ức hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Và trong những câu chuyện kể ấy, ông nhắc đến Phật giáo như một phần quan trọng, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đất nước Nga có được hòa bình, độc lập và phát triển như ngày nay là chúng ta đã phải phát huy được sức mạnh, sự đoàn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó trong mọi chặng đường lịch sử và bảo vệ được xây dựng đất nước. Đảng và nước là chúng ta khẳng định Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Ngay trước ngày tham gia cách mạng, trong quá trình vận động quần chúng nhân dân thủ đô chống đế quốc thực dân, tôi cũng đã kêu gọi các bậc tăng ni Phật tử Phật giáo tích cực ủng hộ Việt Minh, kêu gọi nhân dân theo Đảng, theo Bác Hồ chống lại chế độ thực dân, tiếp đến tham gia quân đội, lãnh đạo công tác địch vận hoạt động sâu trong vùng giặc tạm giếm. Tôi cũng kêu gọi các tăng ni Phật tử Phật giáo theo Đảng, theo Bác Hồ đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Sau này về làm lãnh đạo tại Ban Tổ chức Trung ương Đảng, tôi tiếp tục phát huy sức mạnh hơn nữa đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân, các tổ chức tôn giáo theo Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam cống hiến công sức, trí tuệ để bảo vệ và xây dựng đất nước. Đặc biệt là trong giai đoạn tôi được Bộ Chính trị phân công là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác mặt trận, dân vận, thì tôi động viên và phát huy mạnh mẽ vai trò của Phật giáo với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Từ chủ trương này, Phật giáo đã có cơ hội và điều kiện tham gia đóng góp sâu rộng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, ông cho rằng không có dân tộc nào chịu đựng gian khổ hơn dân tộc Việt Nam và cũng không dân tộc nào tự hào như dân tộc Việt Nam. Đất nước này đã vượt qua tất cả những gian lao khó nhọc nhất trong quá khứ. Và để đất nước tiếp tục phát triển, Phật giáo mãi đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo tiêu biểu cho văn hóa, đạo đức, con người. Điều đó đã được khẳng định rất rõ và sâu sắc trong giáo lý Phật, nhà Phật. Vì vậy, Phật giáo cần giữ gìn những giá trị quý báu, cao đẹp đó, không để bị suy thoái, đặc biệt xây dựng đội ngũ tăng ni có phẩm hạnh tiêu biểu trong xã hội. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn minh mẫn và an vui tuổi già bên khu vườn của mình. Bằng cả tấm lòng của một vị lãnh đạo, cả đời vì nước vì dân, những lời ông nhắn gửi nhẹ nhàng mà sâu lắng. Và những tâm nguyện, tình cảm của ông dành cho Phật giáo cũng sẽ là những động lực to lớn để Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển. Trong những gương mặt tiêu biểu được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2020, không thể không nhắc đến lực lượng y bác sĩ. Bởi chưa có năm nào dịch bệnh bao trùm lên toàn thế giới và lấy đi vô số sinh mạng. Và các chiến sĩ áo trắng vẫn ngày đêm dấn thân, quên mình để chiến đấu với dịch bệnh, cứu sống bệnh nhân. Là một trong những bác sĩ tham gia tích cực trong việc khám, phân loại và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã vinh dự nhận được danh hiệu cao quý này.
Khi nhiễm bệnh, tình trạng sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu rất nhanh, không thở được, rối loạn đông máu, dẫn đến rối loạn nhịp và ngừng tim. Đó chính là hậu quả do virus COVID-19 gây ra. Và trong khi cả thế giới còn chưa có phác đồ điều trị với virus siêu lây nhiễm này, thì các bác sĩ tại Việt Nam đã dấn thân, đương đầu bằng sự tận tâm, tận lực để tìm ra con đường giành giật lại sự sống cho từng bệnh nhân. Với họ, những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch thì sinh mệnh của bệnh nhân là quan trọng nhất. Nghề nghiệp nào nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Thế thì thứ nhất là khi đối mặt với nguy hiểm thì tất cả mọi người đều phải nhìn nhận, tìm ra cái cách để vượt qua nguy hiểm ấy, để đảm bảo được cái sự an toàn cao nhất. Đó là vấn đề thứ nhất. Thế vấn đề thứ hai là nếu như không may phải đối mặt với nguy hiểm thì chúng ta hãy lựa chọn một cái cách đối mặt nào mà nó có ích nhất cho xã hội. Với suy nghĩ đó, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khi ấy là trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đã cùng với các đồng nghiệp chiến đấu với COVID-19 không chỉ tại mặt trận phía Bắc mà còn chi viện cho miền Trung khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng. Trong hơn 9 tháng, bác sĩ Cấp đã nhiều lần đưa ra những quyết định và sáng kiến đúng đắn như trường hợp một nam bệnh nhân theo lý thuyết và kinh nghiệm cũ thì phải đặt ống nội khí quản, hệ thống oxy hóa màng ngoài cơ thể. Nhưng bác sĩ Cấp chỉ định hỗ trợ hô hấp không xâm nhập. Đây là quyết định đi ngược lại lý thuyết và kinh nghiệm trước đó. Sau một thời gian chăm sóc, bệnh nhân hồi phục, không cần thở máy đã chứng minh quyết định của bác sĩ là chính xác. Lần thứ hai, khi một nam bác sĩ 29 tuổi công tác tại khoa cấp cứu của bệnh viện bị nhiễm COVID-19 trong quá trình làm việc dù đã mặc đồ phòng hộ đầy đủ. Đây là lúc thế giới vẫn còn tranh cãi về việc bệnh lây truyền qua giọt bắn hay lây truyền do tạo khí dung. Và trước quan điểm chống dịch cao hơn mức cảnh báo, bác sĩ Trung Cấp đã xác định bệnh lây qua quá trình làm các thủ thuật như điều trị khí dung, đặt nội khí quản. Vì vậy, ông đã thiết kế ra bộ trang phục chống dịch đơn giản phù hợp với cơ sở vật tư hiện tại nhưng lại vô cùng hiệu quả. Anh Cấp luôn đi đầu trong cái xu hướng để mà áp dụng các cái thay đổi, các cái kỹ thuật vào trong cái việc mà chẩn đoán điều trị rồi là chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ như mũ con vịt dùng một cái luồng áp lực dương ở bên trong để hạn chế cái nguồn không khí lây nhiễm COVID từ bên ngoài, có thể là chúng ta có thể hít vào trong quá trình mà chúng ta làm thủ thuật, thì đấy là một cái biện pháp rất là có ý nghĩa. Với sự sáng tạo, trình độ và sự tận tâm của bác sĩ Cấp cùng đội ngũ các bác sĩ, đến nay Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở y tế điều trị chính bệnh COVID-19 ở miền Bắc đã chữa khỏi cho khoảng 500 bệnh nhân COVID-19 và chưa có ca tử vong nào. Khen thưởng cho những nỗ lực đóng góp trong đợt dịch COVID-19, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã được Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô năm 2020. Tôi rất là vinh dự và cũng cảm thấy rằng mình rất là may mắn, bởi vì trong số hàng nghìn, hàng vạn nhân viên y tế hy sinh trong vụ dịch vừa qua, nhưng cũng rất nhiều người chịu gian khổ, vất vả, cũng xa gia đình hay là thậm chí đối mặt với nguy hiểm. Thì tôi chỉ là một cái gương mặt được may mắn chọn làm đại diện. Tất nhiên là tôi cũng rất là vui và tự hào, nhưng tôi nghĩ rằng thành tích chung là của tất cả mọi người trong ngành y tế cũng như là tất cả những người tham gia quá trình chống dịch vừa qua. Những hy sinh thầm lặng và khiêm nhường khi vinh danh chính là tính cách của những bác sĩ giàu y đức, bởi với họ, bệnh viện, nghề y là nơi của sự tận tụy, cống hiến và đồng cảm với nỗi đau của nhân loại. Vì vậy, hạnh phúc của những người bác sĩ này chính là nụ cười trên môi các bệnh nhân khi được xuất viện khỏe mạnh. Và một trong những cái tên cũng khiến người khác không thể quên trong lễ vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú 2020 là thầy giáo Nguyễn Đức Trường. Với đôi chân bị tật nguyền, nhưng với ý chí mạnh mẽ và tâm huyết với nghề, thầy giáo Nguyễn Đức Trường đã truyền đam mê học tập cho học sinh qua những bài học sáng tạo. Bị bệnh đau cơ bẩm sinh do chất độc màu da cam, từ nhỏ thầy giáo Nguyễn Đức Trường đã không thể đi lại. Cuộc sống phụ thuộc vào những đợt vật lý trị liệu và sự giúp đỡ từ gia đình. Và sau bao nỗ lực vươn lên, cậu bé Trường cuối cùng cũng đã bỏ được nạng vào năm đầu nhập học tiểu học. Nhưng chiến thắng đó mới chỉ là khởi đầu cho rất nhiều khó khăn sau này. Đi đường thì có khi là chỉ đi vài mét lại ngã. Khi ngã thì có nghĩa hai đầu gối là cứ rớm máu hết. Thế thì và trong cái hoạt động của lớp là mình rất là ngại.
thứ nhất là các giờ thể dục là năn nê bò toài là không làm được, các việc mà hoạt động ở lớp các bạn làm được mình không làm được, mình rất là tự ti. Câu nói mỗi người đều có một dáng đi, hãy nhìn vào điểm mạnh thay cho điểm yếu của một người anh đã khiến cậu bé Trường bừng tỉnh. Cũng từ đó, với sự quyết tâm nỗ lực, Trường đã hòa đồng với bạn bè, học giỏi, thi đỗ cả 3 trường đại học và trở thành thầy giáo trên chính mảnh đất quê hương. Qua thời gian, những bài học kinh nghiệm của bản thân đã trở thành hành trang giáo án cho người thầy giáo Nguyễn Đức Trường. Nếu mà không nhìn nhận ra cái mặt mạnh của người đó, thì người đó không nhận ra giá trị của họ được. Trong môn toán cũng thế, nếu mà mình mà không nhìn nhận ra thì gần như học thầy cứ giảng, trò cứ làm, thì gần như là một người mà bịt mắt đi giữa đường. Thế vì vậy, người thầy phải có một cái nghệ thuật cảm nhận được cái sự hiểu của học trò. Mình dành cho học sinh những cái thời gian tĩnh lặng mà học sinh không vượt qua được, thì mình tùy theo cái mức độ học sinh mà mình có thể là trợ giúp nhiều, trợ giúp ít, hoặc là hướng dẫn một cách chi tiết hơn để cho các con biết rằng là mọi cái đường đi của mình mà đều khó đâu thì khó, nhưng mà đều có người thầy nhìn và theo dõi và luôn luôn an ủi động viên, thế là các con nó sẽ nỗ lực được ạ. Con thấy là thầy dạy Trường dạy rất hiệu quả, ngắn gọn, thầy thường hay kể chuyện thực tế trong đời sống làm cho bước vui vẻ hơn ạ. Theo con thì thầy không chỉ là dạy kiến thức cho bọn con mà thầy còn dạy những kỹ năng ở ngoài xã hội, giúp bọn con có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống ạ. Không chỉ nhận nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi toán của trường, thầy Trường còn được phòng giáo dục tin tưởng giao trọng trách bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện đi thi thành phố. Và chưa năm nào học sinh trường trung học cơ sở Đa Tốn hay huyện Gia Lâm lại không có giải cấp thành phố hay cấp quốc gia. Nhà trường rất là vinh dự được đón nhận cái thành tích mà thầy giáo của nhà trường đã đạt được, và cũng là vinh dự cho quê hương Đa Tốn có một người con ưu tú, tiêu biểu. Thầy thực sự là một tấm gương, bởi vì vượt qua rất nhiều khó khăn cũng như là nghiên cứu tìm tòi ra các cái giải pháp để khuyến khích động viên học sinh học có kết quả cao. Giúp học sinh tăng thêm nghị lực, biết nắm bắt ưu điểm, đạt thành tích cao trong học tập chính là bến đò mà thầy giáo Nguyễn Đức Trường vẫn hàng ngày đưa các em sang sông. Bao thế hệ qua đò, trưởng thành, nhưng người thầy đáng kính này vẫn còn ở lại. Cần mẫn, nỗ lực, dìu dắt để chắp cánh cho các em ngày càng bay cao, bay xa. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng hôm qua ngày 7 tháng 10, cặp song sinh dính liền nhau Trúc Nhi, Diệu Nhi đã được xuất viện gần 3 tháng sau ca phẫu thuật tách rời. Cùng ngày, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã công nhận kỷ lục cho ca mổ hết sức đặc biệt này. Ca phẫu thuật song Nhi đã được chứng nhận kỷ lục Guinness Việt Nam là ca phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu thành công cho cặp song sinh. Ca mổ đặc biệt này được tiến hành vào ngày 15 tháng 7 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh với ekip 93 bác sĩ của gần chục bệnh viện. Sau 12 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật thành công, hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi được tách rời. Sáng ngày 7 tháng 10, cặp song sinh được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và tập thể y bác sĩ. Hiện tại, hai bé khỏe mạnh, đang tiếp tục được hỗ trợ tập luyện để quen dần với cuộc sống mới. Cũng liên quan đến thành tựu y học, trong 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 10, lễ trao giải Nobel Y học, Nobel Vật lý và Nobel Hóa học năm 2020 đã được tổ chức tại Viện Karolinska tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Ba nhà khoa học Harvey J. Anter người Mỹ, Michael Houston người Anh và Charles M. Rice người Mỹ đã chính thức trở thành chủ nhân của giải Nobel Y học năm 2020 với công trình nghiên cứu về virus gây ra viêm gan C. Các nhà khoa học này đã tiết lộ nguyên nhân của việc viêm gan mãn tính và thực hiện các xét nghiệm máu cùng các loại thuốc mới đã cứu sống hàng triệu người. Lần đầu tiên, những người mắc bệnh viêm gan C có cơ hội khỏi bệnh. Trong khi đó, giải Nobel vật lý một nửa được trao cho nhà khoa học Roger Penrose người Anh với phát minh ra các phương pháp toán học, khám phá thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Phát minh của ông chỉ ra rằng thuyết tương đối rộng dẫn đến sự hình thành của hố đen. Một nửa giải thưởng còn lại thuộc về cặp đôi nhà khoa học Reinhard Renzo người Đức và Andre Jet người Mỹ cho phát hiện về vật chất siêu nhỏ tại trung tâm giải ngân hà.
Còn giải Nobel hóa học có chủ nhân là nhà khoa học Emmanuel Charpentier người Pháp và nhà khoa học Jennifer Doudna người Mỹ với công trình nghiên cứu về phát triển công nghệ chỉnh sửa gen, đó là kéo phân tử CRISPR-Cas9. Công nghệ này mang tính cách mạng trong đời sống khoa học, tạo các liệu pháp điều trị ung thư và có thể biến giấc mơ kiểm soát các bệnh tật di truyền trở thành sự thật. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phát động cuộc thi Đà Nẵng nhớ, một phần của chiến dịch truyền thông Đà Nẵng nhớ bạn nhằm quảng bá điểm đến an toàn và thu hút khách du lịch nội địa trở lại thành phố biển miền Trung. Cuộc thi nhằm chia sẻ và lan tỏa những thước phim, ảnh, bài viết, cảm nhận về cảnh đẹp thiên nhiên, cuộc sống thường ngày và con người Đà Nẵng, cũng như những kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ về Đà Nẵng. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 220 triệu đồng, cuộc thi diễn ra từ nay đến 11 tháng 11 dưới hình thức online và dành cho mọi công dân Việt Nam. Bài dự thi gửi về địa chỉ email danangnho2020a@gmail.com và các thông tin chi tiết được đăng tải trên fanpage Đà Nẵng Nhớ. Hoạt động này nằm trong chiến dịch Đà Nẵng Nhớ Bạn, Đà Nẵng Miss You được Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phát động nhằm phục hồi thị trường khách du lịch nội địa sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Với diện tích gần 700.000 ha, Đồng Tháp 10 không chỉ là một vựa lúa trọng điểm mà còn là vùng sinh cảnh đất ngập nước đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Tiềm năng du lịch rất lớn và được 3 tỉnh trong vùng là Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang khai thác trong những năm qua. Trong đó, Long An chiếm hơn phân nửa diện tích vùng, đang tập trung nhiều giải pháp để khai thác hiệu quả và nâng cao du lịch Đồng Tháp 10. Làng nổi Tân Lập được biết tới như một địa chỉ du lịch sinh thái mới lạ, hấp dẫn của miền Tây Nam Bộ. Với những mảng rừng tràm xanh ngát, len giữa kênh rạch chằng chịt, cùng vườn chim với các loại chim, cò, đặc hữu, giúp du khách tận hưởng thiên nhiên trong lành và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng Đồng Tháp 10. Thực sự là đẹp như ở trên mạng, thậm chí đẹp hơn. Cảm giác nó rất là tĩnh lặng. Với cái mùa nước nổi này thì em thấy là kiểu hai bên nó là cây và mình lặng ở trong sông và cảm giác như là nó cũng là một cái thế giới khá là tách biệt ấy. Tọa lạc trên quốc lộ 62 thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Khu vực trung tâm của Đồng Tháp 10, làng nổi Tân Lập với diện tích gần 135 ha là mảng xanh mênh mông. Vừa khai thác du lịch, làng nổi còn có chức năng bảo tồn hệ sinh thái động thực vật đặc hữu đất ngập nước, giúp tăng tiềm năng và chất lượng sản phẩm du lịch nơi đây. Cho khách trải nghiệm nhiều hơn về cái hoạt động mà thiên nhiên, để cho những du khách ở thành thị mình không có được cái cảm giác đó. Mình sẽ được về đây, mình sẽ trải nghiệm được và Đồng Tháp 10 xưa mình như thế nào. Không chỉ có thế mạnh về cảnh quan tự nhiên, Đồng Tháp 10 còn giàu tiềm năng về các loại sản vật, trong đó có dược liệu. Tỉnh Long An đã thành lập khu bảo tồn đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp 10 với hơn 1.000 ha rừng tràm gió nguyên sinh cùng hàng chục loại dược liệu quý khác là sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng. Mình có những bài thuốc khác nhau, món ăn khác nhau. Và lại mình có những cái nhà trải nghiệm cho khách chưng cất tinh dầu. Thì khách người ta đến đây ta thu hái cây thuốc. Để người ta vô chưng cất tinh dầu thì người ta lấy sản phẩm đem về làm quà lưu niệm. Tiềm năng rất lớn, thế nhưng du lịch Đồng Tháp 10 kém thu hút khách. Hạn chế lớn nhất vẫn là giao thông. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh trên dưới 100 cây số, song du khách mất nhiều thời gian di chuyển do đường xá xuống cấp. Chưa kể phát triển du lịch còn manh mún và việc khai thác trùng lặp nhau. Nâng cao công tác lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, đầu tư có trọng tâm trọng điểm để kích cầu du lịch, nhất là về giao thông, để kết nối các điểm du lịch với nhau. Mỗi năm, Long An thu hút khoảng 1,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó du lịch sinh thái là trọng điểm, với Đồng Tháp 10 là điểm thu hút khách lớn nhất. Tỉnh đã xây dựng các chương trình liên kết nội vùng đồng bằng sông Cửu Long và với thành phố Hồ Chí Minh, thị trường khách lớn nhất nước, để phát triển hạ tầng, dịch vụ nhằm đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn thời gian tới. Bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.